Nhịp tim bất thường hoặc loạn nhịp tim là một tình trạng y tế phổ biến ở Hoa Kỳ và xảy ra khi các tín hiệu điện điều khiển cơ tim trở nên không phối hợp và không hoạt động bình thường. Rối loạn nhịp tim có thể vô hại và không có gì khác hơn là cảm giác rung rinh hoặc loạn nhịp trong lồng ngực. Tuy nhiên, một số loại rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến cái chết nhanh chóng và bất ngờ. Ngoài tử vong, rối loạn nhịp tim được cho là nguyên nhân cơ bản của các rối loạn như bệnh Alzheimer và chứng sa sút trí tuệ do tuổi tác và có thể dẫn đến suy tim, ngừng tim và đột quỵ. Như đã đề cập ở trên, rối loạn nhịp tim phổ biến ở Hoa Kỳ và một loại rối loạn nhịp tim phổ biến được gọi là rung nhĩ, ảnh hưởng đến gần 12,1 triệu người Mỹ. Điều trị rối loạn nhịp tim khác nhau và bao gồm các liệu pháp dựa trên thuốc và các thủ thuật xâm lấn hơn như cấy máy tạo nhịp tim. Tuy nhiên, trong một bài báo được xuất bản gần đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke giải thích cách thức các gen vi khuẩn được thiết kế có thể được đưa đến tim để điều trị chứng rối loạn nhịp tim. Mặc dù có nhiều nguyên nhân gây ra chứng loạn nhịp tim, nhưng một nguyên nhân phổ biến là do giảm khả năng kích thích của mô tim, nguyên nhân thường do đột biến gen dẫn đến giảm kênh natri trong tim. Kênh natri là các protein nằm trên bề mặt của các tế bào dễ bị kích thích, chẳng hạn như tế bào cơ của tim. Các kênh này rất quan trọng để cho phép các tế bào tim liên lạc với nhau và điều phối sự co bóp của tim. Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ điều chỉnh được tình trạng giảm kích thích mô tim do kênh natri thấp gây ra. Để làm được điều này, họ đã thiết kế các kênh natri có nguồn gốc từ vi khuẩn và đóng gói các kênh được thiết kế này thành các virus liên kết với adeno. Đây là một kỳ công quan trọng mà nhóm nghiên cứu phải hoàn thành vì các kênh natri có nguồn gốc từ động vật có vú quá lớn để đưa đến tim. Bước đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các kênh natri có nguồn gốc từ vi khuẩn của họ trên chuột. Khi phân phối các kênh đã được thiết kế cho chuột, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các kênh natri được biểu hiện ổn định trong mô tim của chuột 6 tuần sau khi sinh. Hơn nữa, các kênh natri có nguồn gốc từ vi khuẩn không có tác dụng phụ đáng chú ý nào đối với tim. Tiến sĩ Nenad Bursac, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết chúng tôi đã có thể cải thiện mức độ hoạt động của các tế bào cơ tim có thể bắt đầu và lan truyền hoạt động điện, điều mà thuốc hoặc các công cụ khác khó có thể thực hiện được. Các nhà nghiên cứu đang tiếp tục hoàn thiện các kỹ thuật của họ và đã xác định được một gen kênh natri có nguồn gốc từ vi khuẩn khác có vẻ hoạt động tốt hơn gen mà họ đã thử nghiệm trong nghiên cứu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.